mèo bé bắt chuột con đánh ít thì thắng ít nhá. Chuột gà gì mèo gì ở đây hai ông đưa tí tiền đánh cái gì? Đây lùa gà. Đánh ông nhìn cái này cái gì? Đấy. Nhưng mà từng này ông. Thế này đồng mấy đồng tiền lẻ. Ông cứ đánh hết đi bọn tôi đưa ra. Ông cứ đưa ra đi. Đánh được gà bao nhiêu? Ông đánh gà bao nhiêu? Bây giờ ông đánh bao nhiêu? 2 triệu đi. 2 triệu đây vẫn đủ 2 triệu thôi ông cứ kêu to thì một này. Xong đâu được bán gà thì ông ngồi chơi. Kệ bọn tôi. Đây. Đây là 1,5 triệu này thấy chưa? Ông cần bài kiểm tra đi, không mệt lắm đi. Em mình 2 triệu này. Mấy cái đồng bạc. Nhìn thấy tiền nó mới khủng. Đây, được chưa? 1 triệu. Như này được chưa? Nhìn thấy tiền nó mới ấy chứ. Kiểm cái gì cơ mà. Rồi. Có thực chất chắc đạo chứ bây giờ. Quan trọng là câu có đủ sức mà đánh hay không chứ còn. Nhìn thấy tiền thì mới dễ đánh. Xong chưa? Tôi cầm gà ra đuổi. Tôi cầm gà này đến ông cho đánh chắc. Các ông cứ xác định cứ đánh là thua thế thôi. Ui. Tôi làm sao phải đưa nhiều tiền ra làm gì? Thôi chưa? Bỏ rồi. Ba nước ban đầu không đánh láo. Nói trước nhá, ban đầu không đánh láo nhá. 8 điểm cân gái tính cân sau. Cân 4. À cân 4 nhỉ, quên. 2 triệu. Đây 7 nước không bắt à? Ngờ. Đâu? 8. Thật chứ có đùa đấy mình. Đấy chưa? Như này là có vốn đây chứ cần gì phải đánh phải nhiều tiền làm gì không? 2 triệu là gà này. Gà tiền chặn trước đi. Nhà gà tiền 2 triệu, 3 triệu rưỡi này, 4 triệu này. Ông đánh tiền nhẹ cầm đếm bài. Thật khó. Đây. Rồi, chia đi. Chia thì chia chứ có cái gì đâu mày. Cờ bạc này thì tôi đánh 3 phát rồi. Bung tẩy. Đánh 3 phát tôi cả 3. Này, cất tiền lẻ đi. Chia như nào, cân. Cân. Bỏ 2 cân. Cho 1 cân đấy. Vì trời. Đây. Là cái cả cân đánh cái kìa. Đây, cân. Hai nhà cân kìa, cái như nào? Cái kìa. Đây, đẩy không? Thêm gì đâu? Tôi bỏ đi. Tiền đâu thêm? Mấy? Đây, ông ăn đi. Không đây, điểm đây. Lại. Tôi 6. 6 thì sao ăn được? Thế là thua bà 6 triệu đi mày. Ngành thật. Hai ván thua. Nha, đây, tôi là sau cho nha. 2 triệu. Ông kia gà vào là tôi chia. Cứ chia đi. 2 triệu đúng không? Thế là xong rồi. Đây là chỉ cắt bốc đi. Để ôm này. Chia đi. Thằng này. Cân 4 đúng không? Cân 4. 1. Cân lẻ 2, 3, 4. Bỏ rồi. Đây. Ăn không đúng không? 6 điểm để ăn. 9 nước không ăn. 9 nước đèn xỉ không đánh. 9 nước đèn xỉ đây, 10 nước đen thui. 1 triệu, 2 triệu, 2 triệu rưỡi, 3 triệu, 4 triệu đúng không? 2. 9 điểm không đánh. 9 đèn xỉ đấy. 9 điểm nó tha cho tôi đấy ông. 9 gì? 9 đi. 9 đã cho sắp mặt thì ông ngây thơ thế. Đúng là đánh bạc mà cứ đòi người ta nhiều tiền làm gì, quan trọng ăn được người ta trong không thôi, đúng không? Tôi mà trông cái tiền là người đánh. Tôi ăn thịt chó ông này đòi. Cân nhé. Cân thì ngửa, à con cân thì đánh đi. Nhà kia đánh đi. Cân. Hai nhà cân 6 điểm thì bỏ, tội gì. 6. Vẫn được ngửa ra. 6. 6 hơn. 8 rồi. 8. 8. 8. 6 hơn, cứ đọc 6 hơn đi. Rồi đánh cái đàng hoàng vào, đọc đúng đúng điểm vào. Đánh giờ đặt nhầm này mất tiền đi. 3, 4. Cái hồ của ba bạn. Đây. Đây cái này. Đủ chưa? Bóng gà đi, ghế này tôi bỏ 4 triệu rồi đấy. 2, 3, 4. Chưa đi. Đủ chưa? Đủ. 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 Quá đi còn gì, con người uy tín thì lúc nào chả đủ. Chủ kiểm soát, không chết. Thiếu đồng. Đâu? 1, 2, bỏ. 3, 4. 4 triệu cân à? Ừ. Đúng không? Bây giờ tôi 4 triệu đúng không? 4 triệu cân. 2, 3, 4. Thêm 5 triệu.
Đây. Tôi cứ để đây thôi. 3 thằng 2. Đây bỏ 8 điểm bỏ 5 triệu. Phê luôn nhá. 5 triệu phải bỏ tiền vào mới lấy được ấy. Đây 1 triệu này. 2 triệu tôi bỏ bỏ trước gà ấy, hiểu không? Xong rồi tính tiếp này. Tôi làm chị đưa. Nào tôi bốc cái này. Bốc thoải mái. Bốc đi. Bốc thoải mái nhá. Đây. Đây này. Bốc cái này cho thoải mái này. Đây này 1 triệu này. Đây 2 triệu này. 2 triệu đây là 2 triệu tiền ẩm nhá. Đấy, tiền gà bỏ trước rồi. Đây. Chờ tự đóng này đi. Đóng nhôm nhọn này đi. Được chưa? Bốc thế cái thứ mà bốc đi. Rồi tôi đóng gà này. Nó mất tiền. Một này. Cắt nào cả. Đây này. Tôi không được ẩm leo thế này nhỉ. Ẩm như sao ẩm leo? Ẩm leo là ẩm như nào? Lên bài là sao không biết được. Không biết được. Đánh đây. 3, 4, thêm 2 triệu. 8, 6 gọi. 6 triệu lên 7 điểm. Bà ơi mẹ. 6 gọi. 7 điểm cắt được. Thêm máy, thêm máy, thêm máy. Thêm 2. Là 2 triệu cân rồi. 6 triệu, mình 6 triệu cân. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Thêm 4. 6 thêm 4. Ông thêm 6 cân. Này lộn xộn quá nhỉ. Tôi là mấy triệu cân nhỉ? 4 triệu. 4 triệu. 1, 2, 3, 4. 4 thêm 6. 5, 6, 7, 9. 4 thêm 6. Ông cho 6 triệu vào đây coi. 1 2 ông 3 ông có thể được 4 bài. 5 6 6 lại thêm 4. Ui. Đấy. Tôi tổng 10 cân đúng không? Ừ. Ông ấy chuẩn bị 10 đi. 10 cân thôi. Cân. Ừ, cân nhà kia. Ôi giời thế ngu rồi anh có là sai rồi. Cân để cho hai nhà cân dễ dàng cái này thì chín đây, 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 chín ít ngu quá ba chục ngu quá ngu chín đây, phải thêm 10 triệu đây, chín cũng bắt 2 triệu này, 3 triệu này, 4 triệu này. Đánh cái bạc sai thật chín xin lỗi làng nhé chín đây, đúng không? Đánh kiểu mấy cái không được chia bài luôn, sợ không được trộn luôn. Trộn phát cho đỏ thôi. Cân. Đi đi. Cân thôi. Thêm 5. Thêm 2. Đấy. Tôi vừa liêng to đấy, hiểu không? Kiểu gì trả liêng tiếp. Liêng về xuống 9 chứ có gì. Liêng xuống 9 thật. Người đấy biết ngay mà. Úi giời, may thế, mình định thêm 5 sau nghĩ lại thôi, thêm 2 đấy. Thêm 2, thêm 5 gì cũng là thua. Con nhà này. 1 triệu, 1 triệu rưỡi, 2 triệu. Tôi bỏ gà trước cái tính tiếp. Con nhà kia nữa. Đấy, từ bình tĩnh. Đủ chưa? Vài nhà này đố, bỏ phải đấy bỏ vừa bỏ xong không người hỏi đến đâu giống một cười thật đấy một cái đây tôi giảm 2 triệu rồi 2 triệu thế nào đấy chia đi nó đủ gà bốc hơi lằng nhằng một tí cứ bốc kỹ bốc xong thì có ai hơn đây, sơn tí thì hơn sơn đây. Ông này rất máu hơn sơn bao nhiêu xem bài chưa chưa bao nhiêu ok nhận 5 triệu làm gì về đi về nhận 5 triệu là được 4 thêm 4 đánh cho nó nhanh 4 thêm 4 à ừ. Tôi là 8 này 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 chưa gì người ta đã thêm thì mình chả muốn nặn này 1, 6, mong nặn lên con 3 thì ngon nhỉ 3, thế bài này nặn lên 3 thì nó là đẳng cấp luôn 6 6 triệu, thêm 6 triệu thế bài lên 3 cái gì ngon nhỉ 4 triệu ôi hỏng rồi, 3 hàng rồi, 3 hàng rồi, 3 hàng rồi, hỏng rồi không có ba rồi. 14 triệu rồi. Ai giảm vẫn được. À. Mấy là cân? 14 triệu. 1. Nhưng mà đánh theo nhiều thế. Tôi đánh 8 triệu, nhà này đánh thêm 6 triệu. 1 2 3 4 5 này. Vò nhà này thế này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 này. 1 2 3 4 này. 10 triệu là cân, 14 triệu là cân đúng không? Đúng rồi.
thêm 6 đó, cho tròn 20. 1 2 3 4 5 6. Ok. Có cái gì đấy? Tôi đánh có thêm 6 triệu. Ông tôi thêm 4 triệu thôi. Đây 6 không? 20. Ông triệu. Ông tổng 16 triệu cân. Ông cái đúng không? Tôi bao nhiêu cân nhỉ? Tôi bao nhiêu tiền cân nhỉ? Ông tố mấy? 13 triệu cân. À, ông này thêm không? Tôi thêm 6. 6 với 6 là 12, 12 cộng 7. 19. 19 triệu cân. Yếu thì ra biên mẹ đi. Yếu nghỉ mẹ. Cân. 6, 13. 9, tôi chỉ cân thôi. 3, 4, 5, 6, 7. Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, còn lại 5. Đâu thêm 5 à? Ông này thêm 7, 5, 12 cân đúng không? Đúng rồi, 3, 4, 5, 5 đúng không? 5 của ông này này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 của ông này đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thêm 10. Các ông không có tiền cho ông nghỉ. Vào ấy đánh người ta đã bắt trưng tiền nhà tôi đã không thấy khó chịu rồi. 16, 18, 20. Thêm 10 đúng không? Thêm 10. Ông này làm sao đúng không? 15 triệu. Thiếu đi vay. Kệ người ta cho người ta lấy. Kiếm quạt người ta phải theo thôi chứ thiếu thì người ta trả sau chứ không. Đây đủ 5 triệu này. Thiếu 10 triệu. Thiếu 10 triệu thì vay nhà kia hoặc vay tôi vay đi. Vay bỏ rồi. Ông bỏ đơn vứt vào đấy 10 triệu tôi cần. Bỏ đấy úp bài vào nào, không cần xem. Bỏ đúng không? Bỏ đúng không? Bỏ thì ngựa con mẹ 9 điểm Cazo này thì đánh cái gì thì mất 2 vòng vào đấy rồi đấy. 10 triệu. Ngu đánh lâu. Đây 10 triệu. 1 2 3. Vào 2 vòng của các ông rồi đấy. Vâng, còn 5 Cazo. Còn hàng người ta hết tiền rồi. Người ta có vay đâu mà hết tiền rồi. Thôi hết tiền rồi cầm về đi. Cầm 5 triệu về. Này cân 5 triệu đi. À đủ chưa? Tôi trả về cân nghìn nào rồi. Đây 8, 9, 10. Ôi trời to đấy. 8, 9, 10. Ông phải thua thì cứ đánh 6 thì thêm 5 triệu. Tố thêm. Đấy từ sặc mình cầm 3 con 8 ở nhà kia vẫn có còn 8 thả xuống. Thả xuống, thả xuống. Ôi 3 con 8 kìa mà. Ông này cầm 9, 8, 9, 10 đấy. Tiếp tiền 3 người đánh gì. Thả xuống thì đây 5 triệu tôi nhá. Tôi còn thu một mớ nhà này vay 10 triệu nhá. Như các bạn đã biết thì cái đoạn video vừa rồi tôi đã sử dụng con máy điện thoại này. Con máy điện thoại này là máy điện thoại đánh bài dòng cao cấp nhất. Thì ở cái đoạn sau của video này thì tôi sẽ review cho anh em một cái mã chơi. Tức là bật mí anh em một cái mã chơi đánh làm sao mà cho nó hiệu quả nhất. Thì trong cái máy này nó có rất nhiều mã chơi này. Đấy, rất là nhiều mã chơi. Thì các bạn chọn cho tôi cái mã 68 này. Đấy, trong cái mã 68 này nó không những là nó sẽ đưa cho bài mình về là bài cao nhất mà còn là nó sẽ làm cho bài mình, ví dụ như nó làm bài mình được liêng thì cũng sẽ làm cho bài của đối phương được liêng nhưng mà liêng thấp hơn, hay là bài mình được sáp thì bài đối phương cũng phải là có hàng, cái kiểu như thế. Thì cái tỷ lệ đấy nó đạt rất là cao. Đây này, bây giờ tôi sẽ test thử các bạn xem. Ở trong cuộc chơi tôi hay chơi là cái chế độ là tai nghe, còn bây giờ tôi sẽ để ở chế độ loa để mọi người cùng nghe và cùng cảm nhận xem nó báo như nào. Đây là đặt xuống máy báo 2 này. Thì mình bốc hai cây ra đúng không? 1 này, 2 này, đúng không? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Bài mình 9, 10 gì này? Có bài này 9, 10 gì à? Bài này 9 điểm. 9, 9 rô. Đây, bài này đụng hàng rồi. Bài này 1, 2, 3 này. Bài này 6 điểm. Thì bài mình 9, 10 gì gặp 1, 2, 3, gặp 9 điểm thì cũng là ăn khối đúng không? Đấy là cái hay của cái mã 68. Thì ông nào mà ví dụ như đã mua cái con này rồi mà chưa biết dùng cái mã 68 thì anh em có thể là chọn về mã 68. Còn ông nào sau này mà lấy thì tôi sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Còn tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn một cái key nữa trong cái gọi là cái đoạn sau của clip này, là cái cách đánh khi mà mình không làm trương, tức là mình không chia bài ấy. Bởi vì là có nhiều anh em thắc mắc hỏi là anh ơi thiết là đánh như này, nếu như mà ông trộn xong như này người ta bốc cái thì sao? Thì đây, ví dụ như người ta bốc cái thì là người ta chia, mình có quyền bốc cái đúng không? Thì đây người ta chia này, người ta chia thì người ta phải trộn đúng không? Người ta trộn xong cái này mình bảo đặt xuống đây là tôi bốc cái không ấy, thì nó là người ta đặt xuống đây chẳng hạn.
đấy, máy báo 3 này, có thể mình bốc theo hoặc mình không bốc theo cũng được, ví dụ mình không cần bốc theo này, mình giả vào bốc này, đấy, bốc này, mình bốc cái này, mình bốc cái này đúng không, bốc cái này xong mất, máy báo 2 này, ví dụ như ông này chia chẳng hạn đúng không, ông này chia thì mình cầm ra đây, đây ông chia đi, vứt một cây này ra, đấy, thế là xong, thế là lúc này là mình chia thì bài mình sẽ là bài cao nhất, một con ở đây đây, là con 1 thừa lại này. Bài mình nó sẽ là đây. Máy bốc 2 mình bốc 1. Lại sáp à? 8 điểm. Đấy, thế bài này thì là bài mình điểm thấp cho nên bài làng cũng điểm thấp thôi, thấy chưa? Cái cách đánh nó là như vậy. Còn ví dụ như là đang chơi này, mình đang chơi 4 người nhưng có người ta nhảy vào thì mình có thể ấn ở bên này. Đấy, tạo thành 5 người này. 6 người. Và khi vào 6 người cũng vậy, đúng không? Mình cầm người ta trộn bài như này, mình bảo ok. Trộn xong đặt xuống rồi bốc cái. Thì đặt xuống đây. Máy báo 6 này. Mình bốc này. Đấy. Bốc này phát. Mình không cần biết bao nhiêu cả bốc. Nó báo lại là 1. Thì ví dụ ông này chia. Mình chia luôn. Mình không phải bốc nữa. Bởi vì là 1 là một con nó vứt vào đây rồi. Thì bài mình nó sẽ là đây. Lại tiếp tục. 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ là chế độ chơi là thành 6 người rồi. Chuẩn tuyệt đối luôn. Bài mình 9 caro này. Thì chắc chắn mà thế bài này là mình cao nhất rồi. Đấy, cái thế bài mình không được liêng thì người ta cũng không thể có liêng được. Đấy là cái hay khi mà dùng cái mã 68 này. Đấy, con điện thoại này nó ngụy trang vào con iPhone 8 đẹp lung linh luôn. Tất cả mọi cái phụ kiện là sắp đặt luôn cho các bạn. Các bạn nào cần tư vấn có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại ở trên màn hình. Ok, chào tất cả anh em.